trở thành điểm hẹn thường niên sau nhiều mùa tổ chức ban tổ chức khẳng định chương trình nghệ thuật ân nghĩa sinh thành là một hoạt động ý nghĩa và không thể thiếu mỗi dịp vua lan ngày mùng 8 tháng 8 buổi họp báo chương trình nghệ thuật đặc biệt ân nghĩa sinh thành 2024 diễn ra tại khách sạn Hòa Bình Hà Nội chương trình do báo tuổi trẻ thủ đô công ty cổ phần quảng cáo truyền thông Oscar đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện và với ban tổ chức của chương trình ân nghĩa sinh thành năm 2024 chúng tôi đã dành những cái tình cảm khởi đầu là từ thủ đô Hà Nội từ trung tâm người có công rồi trung tâm người già neo đơn rồi thì <laughs> hành trình miền Trung của chúng tôi đã triển khai để cho chương trình năm nay nong đầy hơn và được chia sẻ nhiều hơn. Chương trình được đánh giá có quy mô tổ chức và dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn là đêm nghệ thuật xúc động, sâu lắng trong không gian trang trọng với những ca khúc, câu chuyện ca ngợi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và nhắc nhở về những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ cháu con. Theo tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng, đây là chương trình được đầu tư dàn dựng, tổ chức hoành tráng, công phu nhất từ trước đến nay. Với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, các vũ đoàn và các em thiếu nhi cùng những ca khúc về tình cảm gia đình, góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt với những câu chuyện, những cung bậc cảm xúc khác nhau và chúng tôi tin rằng với những gì mà công hiến của Ân nghĩa Sinh thành năm 2024 này sẽ để lại một cái ấn tượng tốt đó là một cái bữa tiệc âm nhạc trong mùa Vu Lan dành cho quý khán giả xem trực tiếp cũng như quý khán giả xem qua sóng truyền hình. Chương trình nghệ thuật Ân nghĩa Sinh thành năm 2024 dự kiến thời lượng khoảng 120 phút, bao gồm cấu trúc ba chương rõ rệt, mỗi chương mang đến những nội dung ý nghĩa đặc biệt gửi gắm tới khán giả khán giả sẽ thưởng thức các phần trình diễn qua giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Minh Quân, Randy, Ái Phương, Quách Mai Thi cùng nhiều ca sĩ khác. Chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành 2024 diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.